Vâng, xin chào mọi người đang xem video trên kênh âm thanh của Trường Phát. Video ngày hôm nay giới thiệu đến các bác một bộ nghệ nhạc bình dân của Nhật, bao gồm âm ly của hãng Chio kết hợp với cặp loa Buxell của hãng Pioneer. Và đây là một bộ nghệ nhạc tuy là ít tiền nhưng mà vẫn cho chất âm hay các bác nhé. Chơi những thể loại nhạc xưa, nhạc không lời, nhạc trữ tình rất là hợp. Bác nào mà mới chơi và chưa có điều kiện về kinh tế thì có thể chơi bộ nghe nhạc này cũng rất là hợp lý nhé. Omni Chio thuộc Kenwood có model KA33. Đây là dòng Omni cổ với mặt nhôm phay còn đẹp. Âm ly này có size chiều ngang là 44, chiều sâu là 23 tính cả cái chiết áp nhé. Công tắc bật tắt nguồn này, em sẽ quay âm ly trước. Bật nguồn lên tất cả đèn báo sáng màu xanh. Và khi chọn ngõ vào thì nó sẽ hiện màu vàng nhé. Đây em đang đặt chọn cổng AUX, đèn rất sáng. Volume chỉnh bass, chỉnh check và đây là pa lăng cân hai vế loa. Các ngõ vào đây. Đó. Âm đi có chế độ no note để tăng bass các bác nhé. Đây là bass đánh khá là mạnh luôn. Đây là volume to nhỏ, mặt nhôm phay màu trắng còn đẹp, hầu như là không bị cháy xước nhé. Đây là lắp lưng, lắp lưng khá đẹp, vẫn là sơn zin nhé. Đây là cái bằng keo nó dán vào nó bị dính nhá. Cái này các bác về lau đi là đẹp. Đây là phía sau của Abi Chio có thông số là model là K33, công suất là 65W, dùng điện 100V. Âm ly được sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé. Đây là ngõ vào này, cầu bắt dây loa. Âm ly này đánh loa có trở kháng từ 8 cho đến 16 ohm và cặp loa này là 8 ohm nhé, nên là rất là hợp. Tuy là công suất 65W nhưng mà nó là dòng âm ly cổ nên là đánh cũng khá là lực các bác nhé. Đánh những dòng loa Nhật cổ mà thùng to rất là hay luôn, có thể đánh được những cặp loa bass 20 20 nhé. Đó. Đây là nội thất của DGO K33, biến áp nguồn ở bên trong này vẫn còn nguyên bụi bãi nha các bác nhé, em chưa vệ sinh nguyên bụi lông của Nhật này. Đó, tụ lọc nguồn, công suất đánh 4 con sò than. Tất cả còn nguyên zin. Và tiếp đến là cặp loa Pioneer. Cặp này có model là SX10, có công suất là 40W một bên và được sản xuất tại Nhật Bản. Đây là dòng loa Buxell cổ các bác nhé. Thùng phía sau lưng còn đẹp nhé. Đó, cầu bắt dây loa đây, có chỗ để các bác có thể treo lên tường này. Đây, thông số nó hơi mờ nhưng mà nó vẫn nhìn thấy. SX10 công suất là 40W, made in Japan. Đây là mặt trước của loa. Loa Pioneer SX10 này có chiều cao là 35 và chiều ngang là 22 các bác nhé. Bắt cả cái viền nó là 18.
18 cm cả viền bằng giấy, và gân này vẫn là gân zin, gân vải nhé. Đó, mặt còn đẹp, gân vải thì cực kỳ bền, các bác không phải lo thay gân. Những dòng loa cổ hay làm gân vải một chiếc giấy lớn. Bên này thì có cái viền này nó bị rán nhấm một chút ở đây. Đó, thế nhưng là vẫn hát rất tốt. Cái này em vẫn để cho nó zin. Và đây là dòng loa có phân tần khá là chất lượng. Phân tần to và đầy đủ linh kiện các bác nhé. Đây là cho chất âm sạch sẽ và chi tiết. Loa vẫn còn đầy đủ hai căng núi vải. Cọt này lành lặn. Đó, thùng loa rất là chắc chắn. Bộ nghe nhạc kết hợp giữa âm đi Chioka A33 và cặp loa Buxell của hãng Pioneer nghe rất là hợp, chất âm mộc mạc chi tiết, bát đánh căng. Cả bộ này em sẽ bán với giá là 2 triệu các bác nhé. Riêng cặp loa Buxell này thì bình thường mà nó đẹp thì cũng phải 1,5 triệu một cặp loa này rồi. 2 triệu giá chưa bao gồm phí ship cả âm đi và loa, bao zin bao hát cho các bác yên tâm. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho Trường Phát theo số điện thoại 0935668698. Em ở Đông Anh, Hà Nội, em ship hàng toàn quốc qua đường bưu điện khi có cọc. Xem kỹ trước khi liên hệ. Và xin chào và hẹn gặp lại ở video sau. Xin cảm ơn.